bị cái cổ đau từ hai bị chóng mặt, hai cái tay buổi sáng ngủ dậy tê, bây giờ nó vẫn còn cứng. Đúng rồi. Nó xuống tới cái lưng đau, đúng rồi. Nó xuống hai cái chân nóng. Chính xác. Đạp xuống cái ót nó đau mà nó nóng. Đúng rồi. Đi đôi giày một bên lỡ một bên không lỡ. Đúng rồi. Ok. Còn, bây giờ nó qua bên chân trái luôn, nó rồi, nóng kể đó. Cái mắt cá hai rồi. Bên ba okay. Cái bên phải thì nó yếu lắm. Rồi bị chị bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Dạ. Thì giữ im lặng, giữ im lặng 5 phút bà con. Cái trường hợp này á, nói chuyện làm ơn ra ngoài, nói chuyện thank you. Bây giờ cái trường hợp của chị này á là trường hợp á là bị thoái hóa cột sống cổ lưng luôn. Ha, thì cái dấu hiệu nãy giờ chị mà kể đó là do thoái hóa cột sống cổ. Cái này bệnh này á mà đi bệnh viện hay là đi bác sĩ á rất là vất vả. Là chích thuốc rồi trốn thuốc rồi làm đủ thứ. Cuối cùng cái câu cuối cùng của bác sĩ là mổ. Bà này hay vậy? Chết rồi, bây giờ cái tay đưa lên cũng không được mà ngồi xuống đó. Đứng lên cũng cả một cái sự cực. Rồi bây giờ chị đưa cái tay khó khăn nhất là gì chị dở coi. Rồi tới đây thôi. Rồi tới đó rồi. Ok. Bác sĩ kêu cao hơn thì bây giờ mình né lên thì né lên cao à, hơn đó. Thì mình đang gian một chút thôi, còn bên đây ông chưa vậy nè. Ừ. Không được. Rồi như vậy ra. Tới đây thôi. Rồi tới đó thôi. Tới đây thôi. Ồ, rồi mình chị đứng dậy đi, chị quay sao tay sao coi. Rồi, giờ chị quay lưng ra. Quay lưng. Rồi chị giơ tay lên. Đó. Okay. Vậy là đau rồi. Rồi, tay kia. Đừng vậy là đau rồi. Ok. Rồi, chị quay lại tôi đi. Chị nhìn tôi nè. Rồi giờ chị ngồi xuống. Không, no. Ngồi dưới đất luôn. Đó. Đó. Rồi, đứng dậy. Ô quá. À, đau đớn vô cùng đúng không? À, bây giờ cái trường hợp này để thầy chữa luôn cho mọi người xem. À, rồi nhắc lại tại vì mọi người chú ý chỗ này. Ngồi xuống đứng lên là cả một sự đau đớn. Rồi ok, được rồi. Là một sự đau đớn vô cùng đúng không? Rồi. Rồi nhìn đây. Thì mọi người nhìn này nhé, là tôi dặn là từ ban đầu là như lúc đầu nói đó, thì khi mà mình nắm á, mình gặt á, nè, mình gặt vô nè, nè, mình nắm ngay vô đây, nè, mình gặt á, không cần đâu, em đứng ra xa được, ra để đẩy người này người, thấy chưa, một cái, ha, rồi bên đây, hai cái, thấy chưa, không có ngón út thôi, ha, ba cái, thấy không? ba cái thì như vậy là hai cái mà không có là ngón út và ngón cái, thì có nghĩa là từ C1 tới C2 không có vấn đề, từ C6 tới C7 không có vấn đề, nhưng mà bị từ C3 C4 C5 thì C5 thì nó bị im trục trặc nó mới kêu đó ha. Rồi bây giờ ta chỉnh cái này, đừng có gồng à, ta chỉnh cái này không à, còn nó có kêu chưa kêu không, ok được rồi ha. Nắm tay chặt lại cái gì đó, một cái hai cái thấy không, ok, mặt này nhăn nhó. Rồi khi mình nắm đó mình vũ nè, thì nhớ cái này nè là vũ nè, mình vũ mềm mềm cái tay nè, cái tay mềm thấy chưa, vũ mạnh cái, vũ mềm 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 nè, mạnh cái, thấy không? Thì mình chỉnh cái tay này xong rồi giờ chị giơ tao cao cao lên, yếu nó bị à, nhưng mà chưa được rồi, chị giơ tao còn dài chưa, hồi nãy là chưa có chút xíu, bình tĩnh. Thấy không? Đó. Cái tay thôi, cái dây rồi. Làm lại hồi dơ lên tí. Đây, cái này không kêu thấy không nè. Cái này kêu thấy chưa? Thấy không? Nè. Kêu thấy chưa? Thì rõ ràng là C3 tới C5. Rồi, nữa. 1, 2, 3, cúp á. Cúp. Để lấy dừng lại. Đang đó xem. Ok, rồi bây giờ nắm cái mềm nè ha, rồi mềm nhớ là phải vũ mềm này nè, vũ mạnh cái, vũ mềm, vũ mạnh cái, vũ mềm, vũ mạnh cái, rồi giơ tay, chưa có dây mà đỡ lên rồi ha, đưa không nổi, đưa nó lên nó đau, đấy nhưng mà chưa, cái này nè, đưa, cổ rồi.
không lại nó đau lắm. Rồi đau lắm rồi. Thấy không? Ok. À trời ơi. Oh my god. Rồi, đất ơi, pháo nổ nhà ai ha. Đó. Rồi, ngon lành trời ơi. Thấy không? Đây nha, để vô. Ôi giời. Vào. Để kê khai bệnh tật. Ok. Lớn quá. Ơi. Anh giờ cái chị kia không có lớn bằng. Cái này chúng ta phải kéo cổ chị còn đỡ nữa. Sướng nữa. Đây. Xem chưa? Bây giờ tự động dơ lên ngon lành coi. Rồi. 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 Hết rồi. Chưa. Nằm xuống. Nằm xuống. Rồi. Cái giống như rút gà. Đúng rồi. Đó, nghe chưa? Khoan nha, đi nha. Hút mạnh vô. Hút mạnh vô. Từ từ, bình tĩnh. Ôi trời ơi. Không có hạnh phúc gì bằng hạnh phúc bữa nay đúng không? Ok, quay lại đi chút. Nè. Mọi người đây, để đây. Đó, bỏ chân đi đó. Đó. Giữ chân đi. Nè. Rồi, nắm cái này vô, giật vô. Ok. Rồi, nắm giờ đó vậy. Nghe chưa? Nghe không? Nghe. Đó, ok. Rồi, bắt đầu. Thôi, không cần. Bây giờ, ngồi dậy. Rồi, không, quay mặt cái đi. Quay mặt cái đi. Rồi. Ngồi sắp bằng. Rồi xếp bằng rồi đó. Rồi. Bây giờ ở đây nó đau lắm. Rồi. Đang tay lại. Rồi ngã cái đầu. Đó. Rồi, đừng cho người nha. Rồi để tự nhiên đi. Dạ, vai xuống. Thả lỏng. Rồi. Sợ. Sợ gì chứ? Rồi. Rồi, quay lưng lại. Quay đưa hai chân qua đây. Quay qua đây. Lâu lắm rồi không có giấy kêu. Năm bữa nè. Bây giờ sướng rồi, cười đã rồi đó. Hồi nãy nhăn. Ok. Cái gì vậy? Hút mạnh vô. Cái gì bằng rồi. Rất là hạnh phúc. Rồi. Rồi, bây giờ chị vui lòng chị bước xuống cho tôi đất đi. Rồi bây giờ chị giơ tay giơ chân lại coi. Giơ lên. Wow. Từ trước nãy giờ không có lên, nó đưa tới đây thôi. Bây giờ được cao hơn rồi đó. Rồi bây giờ giơ thẳng lên. Mạnh lên. Đó. Đó, ngon lành. Rồi cho nàng qua đây khen. Nhưng mà chưa đâu, ngồi xuống. Bây giờ ngồi xuống mới đã. Đúng không? Bây giờ nhà đó. Đó. Đó rồi, hồi nãy phải chấm đủ thứ hết. Rồi, bây giờ ngồi xuống ghế nữa. Cho ta sướng. Đấy rồi, đứng dậy. Rồi. Khỏe luôn. Đã chưa? Đứng lên không nổi. Bây giờ đã chưa? Rồi, ok, cảm ơn nhiều. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823.
Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.